xin chào quý vị đang xem video thưa quý vị ngày hôm qua ông hun sen chủ tịch đảng nhân dân campuchia kiêm chủ tịch thượng viện campuchia đã tuyên bố campuchia rút khỏi dự án tam giác phát triển hợp tác với việt nam và lào lý do ông đưa ra để giải thích cho động thái này là để tước bỏ vũ khí mà phe đối lập thường sử dụng nhằm công kích chính phủ campuchia nhưng liệu nước đi này có giúp giải quyết vấn đề đó hay không trước hết để nắm bắt vấn đề tôi xin dịch nội dung công bố của Campuchia đăng trên tờ Thời báo Khmer vào khoảng sáng ngày 21 tháng 9 hôm nay như sau. Trong một thông điệp đăng vào tối muộn hôm qua, Samdek Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và Thủ tướng Hun Manet cùng các lãnh đạo cấp cao đã công bố Campuchia rút khỏi dự án khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, quyết định có hiệu lực từ 20 tháng 9 năm 2024. Chủ tịch thượng viện Hun Sen đã công bố quyết định này thông qua trang Facebook của ông vào đêm 20 tháng 9, trong đó ông viết: "Thưa đồng bào, dự án tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam đã được thực hiện 25 năm và đã tạo ra nhiều thành tựu về phát triển cho các tỉnh Kratie, Stung Treng, và Ratanakiri. Nhưng trong quá khứ, những kẻ cực đoan đã sử dụng vấn đề này làm vũ khí chính trị để vu khống và tấn công chính phủ bằng cách nói dối nhân dân và làm cho người dân hoang mang. Ví dụ, những cáo buộc rằng chính phủ đã nhượng lãnh thổ của bốn tỉnh Đông Bắc này cho nước ngoài, vân vân. Gần đây, bọn họ đã dùng việc này để kích động và kêu gọi người dân tham gia vào âm mưu ngày 18 tháng 8 nhằm gây bất ổn xã hội. Chính phủ Hoàng gia đã áp dụng các biện pháp bao gồm chiến dịch nhận thức cộng đồng để giáo dục công dân nhằm làm cho người dân hiểu biết hơn về sự hợp tác trong dự án tam giác phát triển và các chiến thuật chính trị của những kẻ cực đoan cũng như các biện pháp pháp lý và hành chính hiệu quả và đã làm cho âm mưu ngày 18 tháng 8 của những kẻ cực đoan thất bại hoàn toàn trong khi bình yên và ổn định xã hội vẫn được bảo đảm vững chắc. Mặc dù âm mưu của những kẻ cực đoan ngày 18 tháng 8 đã bị phát sản hoàn toàn nhưng cách làm việc của Hun Sen là không ngồi yên ngăn chặn khói mà là dập lửa hoàn toàn. Với sự cân nhắc đến lo ngại của người dân về lãnh thổ và sự cần thiết phải tước bỏ vũ khí khỏi tay của những kẻ cực đoan để ngăn chặn họ sử dụng dự án tam giác phát triển nhằm lừa dối thêm nữa với người dân, tôi với tư cách chủ tịch đảng và thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo khác đã quyết định rằng Campuchia sẽ kết thúc sự tham dự của chúng ta trong khu vực tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam từ ngày 20 tháng 9 năm 2024 trở đi. Chúng tôi tiếp tục phát triển bình thường lãnh thổ của chúng ta theo những hợp tác với ASEAN và các đối tác phát triển khác trên toàn cầu. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng biên giới đang tập trung xây dựng các tuyến đường biên giới sẽ đóng góp vào sự phát triển này. Những kẻ cực đoan có thể sẽ tuyên bố chiến thắng trước sự việc này, nhưng họ sẽ mất một vũ khí quan trọng để tấn công chính phủ hoàng gia. Hơn nữa, thành công của đảng nhân dân Campuchia bắt nguồn từ việc giải quyết những mối lo của người dân và biết cách làm sao tước vũ khí khỏi tay kẻ thù. Sau công bố này, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Sochanda Sophia đã gửi thư để báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam về quyết định của Campuchia rút khỏi dự án Tam giác phát triển. Trong thư có đoạn: Tôi viết thư này để chính thức báo cho các ngài về quyết định của Campuchia liên quan đến dự án Tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam. Sau khi xem xét cẩn thận, chúng tôi đã kết luận rằng sự hợp tác này đã đạt được mục tiêu của nó. Đến lúc này chúng tôi tin rằng mỗi nước đều có đầy đủ khả năng để tiếp tục và bảo đảm sự phát triển của riêng nước mình. Do vậy, Campuchia muốn báo với các bạn rằng, chúng tôi đã quyết định chấm dứt sự tham gia của chúng tôi trong dự án khu tam giác phát triển theo điều 18 của bản ghi nhớ giữa chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc hướng tới xây dựng chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam. Sự cộng tác theo khuôn khổ của dự án tam giác phát triển đã mang lại nhiều lợi ích cho mỗi nước chúng ta và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các hợp tác và nỗ lực của các bên liên quan. Chúng ta đã đạt được những cột mốc quan trọng giúp củng cố các mục tiêu chung và thúc đẩy phát triển khu vực. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các bạn về sự hợp tác và đối tác tốt đẹp. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì sự tiến bộ của mỗi quốc gia chúng ta và cả khu vực. Thưa quý vị, Vừa rồi là toàn văn thông tin được công bố trên tờ Thời báo Khmer về việc Campuchia rút khỏi thỏa thuận hợp tác ba nước Đông Dương. Nói về khu tam giác phát triển thì đây là thỏa thuận giữa ba nước Việt Nam Lào Campuchia năm 1999 theo sáng kiến của chính ông Hun Sen. Ban đầu khu vực này gồm 10 tỉnh, sau đó thêm 3 tỉnh nữa thành 13 tỉnh. Danh sách các tỉnh thuộc khu tam giác này gồm Mondunkiri, Ratanakiri, Stungcheng, Karachê của Campuchia. Atoper, Salavan, Xê Công, của Lào, Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Phước của Việt Nam. Theo giới thiệu trên website của tỉnh Con Tum về khu tam giác phát triển thì các lĩnh vực hợp tác cụ thể gồm có về giao thông là ưu tiên phát triển các tuyến đường kết nối các tỉnh trong khu tam giác. Ví dụ quốc lộ 40 nối đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu bờ y tỉnh Con Tum, Lào làm đường 18B nối với khu kinh tế cửa khẩu bờ y của Việt Nam. Việt Nam cho Campuchia vay ưu đãi 26 triệu đô la để làm đường 78 từ Banluon của tỉnh Ratanakiri đi Oyada dài 70 km. Về năng lượng, Lào cấp giấy phép cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thủy điện Sekaman 3 đã hòa lưới điện Lào năm 2012, khởi công thủy điện Sekaman 1 và cấp phép Sekaman 4. Về thương mại đầu tư, Việt Nam cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ các khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y ở Quan Tum và đang hỗ trợ Lào xây dựng trạm liên kiểm cửa khẩu Phu Cưa đối diện bờ Y. Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng chợ biên giới Ao Yada thông qua viện trợ hoàn không hoàn lại. Các doanh nghiệp Việt Nam tích cực đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong khu vực tam giác phát triển với phương châm vốn, kỹ thuật và thị trường của Việt Nam, lao động và tiềm năng đất đai của Lào và Campuchia. Thông tin gần đây nhất cho biết, tính đến hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Campuchia thuộc khu tam giác phát triển khoảng 3,7 tỷ đô la với trên 100 dự án. Như vậy, một vấn đề đặt ra là khi Campuchia tuyên bố rút lui khỏi khuôn khổ tam giác phát triển, thì chưa rõ các dự án đầu tư này sẽ ra sao khi mà các cơ chế chính sách ưu đãi theo khuôn khổ tam giác phát triển sẽ không còn nữa. Tuy vậy, điều này thì ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa có đủ thông tin để bàn luận. Trước mắt, chúng ta hãy nói về nước cờ chính trị của nhà chức trách Campuchia. Ông Hun Sen nói rằng việc rút khỏi tam giác phát triển là để tước bỏ vũ khí của phe đối lập, nhưng xem ra cách lý giải này khó thuyết phục. Chính ông Hun Sen cũng ý thức được rằng phe đối lập có thể xem việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển như là một chiến thắng của họ. Nếu như vậy trong tương lai, phe đối lập hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật này đối với một vấn đề khác và chính phủ Campuchia có thể phải nhượng bộ lớn hơn. Tác động tiêu cực thứ hai của quyết định này là có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư đang làm ăn tại Campuchia và khiến những người đang quyết định đầu tư vào Campuchia phải e ngại. Cuối cùng, điều quan trọng nhất của bất kỳ chính quyền nào đó là lòng dân. Ông Hun Sen nói rằng vì cân nhắc đến những lo ngại của nhân dân về lãnh thổ nên chính quyền quyết định rút khỏi thỏa thuận hợp tác tam giác phát triển. Nhưng như vậy có khác gì gián tiếp thừa nhận rằng những cáo buộc của phe đối lập là có căn cứ. Bởi vì người ta sẽ đặt câu hỏi rằng nếu mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp thì tại sao chính phủ lại phải rút lui như thế do vậy tôi nghĩ rằng quyết định này của campuchia ngoài việc nói là để tước vũ khí chính trị của đối thủ thì có lẽ là hại nhiều hơn là lợi tuy vậy campuchia làm như thế có thể là vì bất đắc dĩ vì các khó khăn nào đó hoặc là tính toán riêng của chính họ mà chúng ta không biết được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại